các bạn đến Huế mà không đến chùa Linh Mụ thì cũng không phải là đã đến Huế. Bởi vì ở Huế này có một cái ngôi chùa mà cảm thấy nó rất thư thái con người. Mỗi lần đi đâu về mệt hoặc đi qua trên đường này những cái ngày oi bức ấy, thì chỉ cần bước lên trên cổng của ngôi chùa và nghe một hồi chuông thôi là con người ta cảm thấy thư thái nhẹ nhàng. Đồng Hải thì cũng đã đi lên trên chùa này tương đối nhiều lần rồi. Cứ mỗi lần đi vào tới Huế là Đồng Hải sẽ tới đây. Đây, ngôi chùa thì được xây dựng ở bên cạnh dòng sông Hương êm đềm. Ở dưới này thì có những cái thuyền rồng để đưa du khách từ dưới Trường Tiền đưa lên trên, đến trên chùa Linh Mụ này. Đấy, mọi người nhìn thấy dòng sông Hương êm đềm. Bây giờ thì Đồng Hải bắt đầu bước chân lên những bậc đền thì đi lên trên chùa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp ngay một tòa cửu tháp rất uy nghi. Nói thật sự là cũng không hiểu vì lý do làm sao mà Đồng Hải mỗi lần đến đây ấy, thì cảm thấy con người nó rất nhẹ nhõm, tinh thần nó thoải mái, dù có mệt nhọc bao nhiêu thì nó cũng tiêu tan hết. Chú chào con. Đầu tiên ở phía bên tay phải đây là một cái văn bia khắc bài Thiên Mụ Tự Phước Duyên Biểu Tháp Thí của Hoàng đế Triệu Thị. Đây là một tấm bia cổ. Bên trái đây thì cũng là một văn bia khắc bài Thiên Mụ Trung Thanh, dịch ra là tiếng Trung Thiên Mụ của Hoàng đế Triệu Thị. Còn tiếp theo bên này sẽ là một cái chuông đồng rất là lớn. Đây là Đại Hồng Trung chùa Thiên Mụ, được đúc năm 1710, nặng khoảng 1986 kg, được chúa Nguyễn Phúc Chu, pháp danh là Hưng Long, truyền thừa đời thứ 30 của phái Tào Động cúng dường Tam Bảo. Chuông này đã được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2013. Giờ tương đối muộn rồi nhưng mà du khách ở các nơi vẫn kéo đến đây rất là đông. Đây phía bên phải sẽ là một cúng văn bia. Ở đây có thần rùa đang đội bia, có khắc bài thơ Ngự Kiến Thiên Mụ Tự của chúa Nguyễn Phúc Chu. Và văn bia này cũng được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2020.
Ở đây ở trước cửa Tam Quan thì có một văn bia khắc bài thơ Thiên Mụ Tự Phước, Duyên Bảo Tháp Lâm Hạnh, Ngẫu Thành Nhất Luật Tính Tự. Dịch ra là đi chơi tháp Phước Duyên ở chùa Thiên Mụ, tình cờ là một bài thơ của Hoàng đế Khải Định năm 1916 và 1925. Ở đây thì cũng hai bên thì cũng có một đại hồng trung, ở bên kia là một chiếc trống. Bây giờ thì Đồng Hải đã đi vào đến gian chính của chùa Thiên Mụ. Ở đây thì các du khách vào đây để thắp hương cầu nguyện rất nhiều. Можно все без курей. Не, я не засекала. Ну, я не могу сказать, что это не так.
Đây là các cháu học sinh đang được cô giáo đưa đi vào trong lễ chùa. Thế bây giờ mình sẽ ra phía đằng sau. Đây đây là một cái hồ cá. Cá cảnh rất là đẹp. Những hòn non bộ, những dàn cá đang tung tăng bơi lội. Hiện giờ thì du khách của nước ngoài đến đây rất là đông. Mặc dù trời đã sắp sửa tối. Chiếc xe này chính là di vật của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã dùng chiếc xe này đi từ chùa Ẩn Quang đến ngã tư đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Và khi vừa bước xuống xe thì Hòa Thượng đã tính toán giữa lòng đường người tầm xăng và châm lửa tự thiêu để phản đối chính sách tàn bạo của Phật giáo và đàn áp tự do tín ngưỡng của chế độ Ngô Đình Diệm. Phía sau này là dành cho các sư và các sư tiểu đang sinh sống ở đây. Khuôn viên ở đây thì rất là đẹp. Bây giờ thì Tổng Hải sẽ rời chùa để đi xuống dưới sông Hương để ngắm sông Hương về đêm.
啊，中台山寺有没有那么高祖师的？哦，哦，那个叫啥？长庙呢？老高祖师，你这嘛？中台山。Ở phía bên cổng tam quan đây thì có ba vị hộ pháp đang làm nhiệm vụ canh giữ bình yên để cho cái ngôi chùa. Còn phía cạnh cổng tam quan thì bên này có một cái chiếc chuông đồng tương đối lớn. Chuông này cứ đến giờ thì các vị sư trụ trì ở đây sẽ thỉnh lên những hồi chuông. Ngày rất ấm áp. Còn ở phía bên này cũng có ba vị hộ pháp cũng làm nhiệm vụ như ở phía bên kia, đang chấn giữ cho sự bình yên của ngôi chùa. Còn ở bên tháp đây sẽ là một chiếc trống rất là lớn. Đây, khi bắt đầu bước qua khỏi đằng cửu tháp thì chúng ta sẽ đi vào một cái cổng tam quan. Trước cửa tam quan này thì mỗi cổng thì có hai vị hộ pháp đang làm nhiệm vụ trấn giữ. Bây giờ thì trời cũng đã sắp tối rồi. Đồng Hải sẽ đi rời khỏi chùa và đi xuống dưới sông Hương để quay một số hình ảnh sông Hương về đêm. Đây các bạn ạ, đây là các du thuyền để đưa hành khách từ dưới trung tâm để đưa lên trên chùa Thiên Mụ. Mọi người nhìn thấy có đẹp không? Quên anh ạ.
em biết.